người Việt Nam mình cũng có trí thông minh, người Việt Nam mình cũng chịu khó mà nghèo hoài, khổ hoài, là bởi vì mình không có tinh thần tập thể, mình không có tinh thần đoàn kết, mình không có biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ nhau, mình không có tin nhân quả. Các vị có biết Đức Phật là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài ra đời tu tập thành đạo, thuyết pháp và nhập niết bàn gần 3 thiên kỷ, là gần 3.000 năm rồi, mà bây giờ nhân loại vẫn lạy Ngài là bởi vì lời của Ngài nói là chân lý, là sự thật. Còn có những người á nói bậy nói bạ gì đi chăng nữa cho đã cái miệng, chứ ai mà nghe, tại vì đâu có nói đúng sự thật, đâu có nói lên điều chân lý, và cũng chẳng có để giúp đỡ cho ai hết. Còn Đức Phật mà các vị đang chắp tay nè, đang ngồi nghe nè, mà hôm nay đó mà sư đem quà đến đây đó, cũng là gì? Cũng là Phật chư thiên đó đưa đẩy cho sư và các nhà hảo tâm về đây giúp đỡ cho các vị. Thế làm sao mà chúng ta gặp được nhau? Nhân duyên này là nhân duyên Phật Pháp. Cho nên ngồi với sư thì chúng ta không chỉ là để nhận những phần quà, mà về dưới ngôi chùa này để nhận những cái phần quà của Phật Pháp. Có mặt hôm nay đến với chúng ta là thầy Cường với cô Thu, một cái cặp vợ chồng mà cứ mùng 1 Tết là họ về tận miền Trung, Quảng Ngãi, Quảng Nam xa xôi đó. Cái lúc mà con người ta đó gọi là vui xuân, thì cái ngày mùng 1 Tết đó là hai ông bà phát tương tự như vậy, 200-300 phần quà, một phần quà cũng khoảng 1 triệu đồng cho những cái hộ nghèo. Làm như vậy mấy năm nay rồi. Đó, cũng như là công ty Nhật Nam cũng cùng kết hợp làm những công việc tốt đẹp như vậy. Bởi vì họ thấy sự chia sẻ là được hạnh phúc, được ban ra là niềm hạnh phúc. Hôm nay cũng có cô Mỹ Đức là cũng tháp tùng cùng đi. Cô từng đi với sư rất là nhiều chuyến từ thiện đến những vùng dân tộc, vùng cao, vùng xa, xây trường học, giúp đỡ những con người nghèo, mù, bất hạnh. Và sư thấy ngồi trên xe với họ, những câu chuyện của họ nói chỉ là những câu chuyện hạnh phúc, những câu chuyện được cho và sẽ được cho nhiều nữa. Đó là niềm vui cuộc đời khi đã có và được chia sẻ. Đức Phật dạy một cái nguyên tắc rất rõ ràng, con người ta nghèo khổ chỉ vì người ta làm quá nhiều việc xấu và việc ác. Để sư nói cho các vị nghe, cuộc sống của chúng ta nghèo hay giàu, các vị hay đổ thừa cho trời đất. Ông trời cũng cho con nghèo, con phải nghèo chứ biết sao. Thôi để kiếp sau con khá hơn rồi tính. Nhưng mà các vị ơi, không có ông trời nào cho mình nghèo hết. Ông trời rất công bằng. Cha mẹ thì rất thương con. Cuộc sống thì là nhân quả rõ ràng. Cho nên, giàu hay nghèo, sướng hay khổ là do ai các vị? À, do chính mình. Có người cũng không biết nói vì đâu nữa. Sư nói nhớ nè, dạ nghèo cũng do mình thôi. Đạo Phật nói gieo nhân nghèo thì gặt quả nghèo. Mà nhân nghèo là gì? Miệng nói lời ác, lời xấu, tay cờ bạc rượu chè, tâm ý nghĩ dục vọng, trộm cướp xấu xa, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, đó là nhân nghèo khổ. Các vị nói dạ con nghèo, dạ con khổ, chứ các vị có biết là mình sống giữa một cái gì? Trời đất thiên nhiên ban tặng cho mình tài sản vô giá hay không? Tài sản vô giá là gì? Rừng cây cho toàn là những gì? Oxy trong lành. Ban ngày là cây thở ra oxy mà mình hít oxy, cho nên nó trong lành lắm, mát mẻ lắm. Tại mình ngồi đây nhìn thấy Phật để thuyết pháp, để cho nó ấm áp cõi lòng thôi, chứ ngồi ngoài kia cũng không có mấy là nắng đâu. Chung quanh có cây, có gió. Các vị biết là ở thành phố mà mơ ước một ngôi chùa nhìn ra có cây xanh, đó là niềm ước mơ không bao giờ đạt tới. Không có được như vậy. Cho nên sư cô phải thấy rằng Phật thương sư cô diệu minh quá, đưa sư cô về trụ trì cái chùa Thanh Long này.
Nhưng mà bây giờ ngoài cái dạy cho các vị mà niệm Phật đây đó, là phải giữ năm giới cho đời nó hết nghèo, hết khổ. Đừng có giết nữa. Đã nghèo mà con cắt cổ bánh chim rồi này kia, bắt chuột, bắt chồn ăn đủ kiểu hết. Mà sát sinh hại vật là một trong những nguyên nhân làm cho mình xấu. Bây giờ hỏi sao con xấu không? Có đi thẩm mỹ viện hả? Đâu có vụ đó. Xấu là sát sanh nhiều quá. Ăn đồ chúng sanh, con gì cũng không tha nên xấu. Làm nhiều việc xấu quá nên xấu. Còn cái người mà làm cái hạnh lành không, không cần phải đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp, người ta vẫn đẹp. Tại cái lòng người ta có nghĩ điều ác đâu mà xấu. Đẹp từ trong tâm mà đẹp ra mà. Nghe rõ không? Thì các vị sẽ thấy rằng mình sẽ biết cái nghèo, cái khổ là do mình đây. Mà nhân của nghèo khổ là gì? Làm việc xấu ác, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, bất hiếu, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc. Nhân của nghèo khổ. Cái nguyên nhân đưa đến nghèo khổ là các vị làm những cái việc đó đó. Thì không làm, bây giờ cũng làm hồi đó. Hôm nay các vị lên chùa Thanh Long làm gì á? Ấy tôi đi lãnh quà. Mà trước khi lãnh quà còn được nghe Pháp. Rồi là chồng của các vị hay là vợ của mấy vị đó mới nói Pháp là cái gì vậy? Hỏi Pháp là cái gì? Pháp là sư dạy cho mình nghèo tại mình, khổ tại mình anh à. Đó là nhân quả đó. Cho nên hôm nay sư về đây, sư nói một chút như vậy, các vị hãy nhớ rằng đó, mọi nỗi khổ đau trong cuộc đời, trước khi mở miệng để trách móc hay chửi bới vợ con, mắng cha trách mẹ, mình hãy nghĩ chính mình đây. Những nhân xấu, nhân nghèo, nhân khổ mình đã gieo từ muôn kiếp, và cái kiếp sống này lại tiếp tục gieo. Chính vì vậy mà rất khổ đau. Ngày xưa có cái cậu bé đó, nhà nó đợi ông nội nó ăn trộm, cha nó cũng ăn trộm. Ông nội nó ăn trộm rồi chết, đến cha nó cũng làm nghề ăn trộm và chết. Đến nó tiếp tục nghề ăn trộm. Má nó nói sao? Con à, ông nội con ăn trộm, ba con cũng ăn trộm, mà bây giờ cả ông nội cả cha cũng chết hết, mà trong nhà con nhìn được có gì đâu. Chưa có ai ăn trộm mà giàu hết trơn á. Nghe rõ chưa? Chưa có ai ăn trộm mà giàu. Má nó nói con à, con đừng ăn trộm. Má thấy ông nội cũng chết, cha con cũng chết, mà bây giờ đâu có để lại cho con cái gì đâu. Nó nói bây giờ làm sao má? Nếu má nói vậy con làm gì bây giờ? Nói con ơi, con đi kiếm củi cũng được con. Kiếm củi bán cũng được. Có củi má nấu cơm, kiếm củi bán ngày, ít tiền. Mua gạo ăn với muối, mà không phải nghề ăn trộm con. Thôi đứa con nghe lời má. Thay vì đêm đó, không ngủ đục tường khoét vách. Nó sáng sớm mới 5 giờ là nó mang cái gùi đó. Cái gùi của mấy ông bà dân tộc thiểu số đó, nó mang nó lên rừng, nó chặt củi mà lõi á, là người ta thích lắm, tại vì nấu nó ra than. Còn củi mà nhẹ đó thì nó đem về nấu cơm ở nhà. Mà đem cái gùi củi ra chợ, người ta nói cái thằng đó ăn trộm đó, không biết nó ăn trộm củi đâu, nó bán kìa. Nói không, con tự đi lên rừng chặt củi từ 5 giờ sáng, con không có ăn trộm. Nó nói vậy mà người ta cũng không tin nữa, người ta cũng không mua nữa. Nghe không nào? Nó về nó nói má ơi, nguyên cái gùi củi không có ai mua hết á, người ta nói con ăn trộm. Má nói mai chặt củi đi nữa, đi hoài rồi sẽ đến lúc người ta tin đây là sức lao động của con. Cái người mà làm ác bây giờ muốn làm thiện cũng khó. Cho nên ai muốn nói gì nói, mình vẫn phải làm thiện. Chứ còn không làm nó ác thôi, ác lỡ ác, ác đến chết luôn thì kiếp sau chưa chắc được làm người đâu nghe. Sư nói thật cho các vị biết đó, đi địa ngục nè, làm ngạ quỷ súc sanh khổ lắm. Đó, sư nói cho các vị biết như thế. Thế rồi thằng bé này nó mới là nghe lời má, nó để cái gùi củi đó ở nhà. Má nói 5 giờ sáng đi chặt củi nữa. Chứ không phải bán không được rồi ngày hôm sau mang cái gùi củi ra chợ cũng cái củi đó, mà phải chặt củi khác. Nếu con muốn thoát kiếp ăn trộm, con phải làm việc.
Thế rồi nó lại đi lên rừng, nó chặt củi. Mà muốn có củi tốt thì phải đi vào sâu, phải chặt những cái cây củi cứng mới là cái củi đó, rồi nó mới có than, phơi khô, bán. Cho nên nhiều thì phơi, bán thì người ta mua được hơn. 2 ngày, 3 ngày, lần lượt, từ từ, người ta tin rằng đây là một chú bé đi cắt củi, làm việc thật sự chứ không phải người ăn trộm. Và người ta mua củi cho chú bé đó. Thế rồi chú thấy vui lắm, kiếm được mấy đồng về cho má, mua gạo ăn. Và người ta bắt đầu nói chú là gì? Chú bé bán củi, chứ không còn nói là chú bé ăn trộm nữa. Mà muốn như vậy phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt ở trên rừng á. Chứ mà sao mà làm ác mà người ta khen mình được. Cho nên phải chịu cực. Và một ngày kia, chú bán củi về sớm. À, chú lại băng qua một cái làng ở bên cạnh. Có những người còn nghèo hơn nhà chú nữa kia. Chú mua ít gạo, chú cho những nhà nghèo. Cái người nghèo còn biết giúp đỡ người nghèo hơn. Đó là làm phúc đó, để thay đổi cuộc đời đó. Chứ còn nghèo mình cứ ôm gì? Ôm cái mớ nghèo làm ác thì nghèo kiếp này và kiếp khác còn chưa chắc là được làm người. Mà nếu làm người thì sao? Nghèo nữa, tiếp tục nghèo nữa. Mà sư đang giảng cho các vị một bài pháp là gì? Là bán cái nghèo đi, không giữ cái nghèo nữa. Mà bán thì không phải bán được liền, bán từ từ mới hết cái nghèo. Ai mua cái nghèo đó? Các vị Bồ Tát, các vị Thánh sẽ mua cho, nếu các vị thật lòng sống tốt. Thế rồi nó mới đi qua cái làng, nó cho nghè gạo, rồi nó mang một ít gạo về. Chứ không phải mà nó nói cha, bữa nay bán được 100.000 rồi đó thì sao? Thì phải đem về cho má mua nhiều gạo hơn, để từ từ nhà khá lên, giàu lên. Nó chưa nghĩ tới cái đó. Mà nó nghĩ là cái làng ở bên cạnh có những đứa còn nghèo hơn nó. Cho nên nó đã gì? Nó đã đem qua cái làng bên cạnh kiếm những cái nhà nghèo hơn cho người ta ít lon gạo. Rồi nó gặp cái đứa bé trong cái nhà đó. Nó nói ba má đi đâu rồi? Nó nói ba má cũng là gì? Đi lên rừng. À, đi lên rừng kiếm cây, kiếm củi. Mà ngày nay về tối là bởi vì là sẽ đi ngang qua một cái dòng sông cạn. Mà ngang cái dòng sông cạn đó, nó mùa nắng thì đi được. Mà mùa mưa là không cách sao mà qua được hết, tại nước lên cao. Không có thuyền bè thì phải ngồi chờ nước rút xuống. Khổ lắm. Nó nói bây giờ làm sao cho những cái người mà ở cái trong cái làng sát bên nhà nó đó, mà đi về không có bị đi tối tăm, mà những em bé không có sợ. Thì cái chú bé nó nói phải có cây cầu. Mà làm sao có cây cầu được? Nó nói cây cầu là phải gì? Chặt cây, cây dài làm cầu. Nó về nói mẹ ơi, những đứa bé bên cạnh làng mình còn nghèo hơn mình nữa kìa. Bây giờ mình bán củi còn chút gạo ăn. Còn ở cái làng đó đó hả, là chút gạo đó nấu cháo rồi độn rau, độn củ này củ kia vô. Mà đôi khi còn phải chia nhau người con chút. Đó. Hôm nay sư nói chuyện với những người nghèo, thì có những người còn nghèo hơn mình. Các vị có biết không? Mà người ta đâu có mong là đời cho người ta hết nghèo, mà người ta nghĩ có dư chút gạo ta giúp đỡ cái người nghèo hơn. Mà cái tâm người như vậy là mới là cái người sẽ khá. Thế các vị biết sao không? Nó nói mẹ ơi, con muốn làm cây cầu. Đoạn đó ngắn à, có mấy thước à. Bây giờ ai cũng đi lo đi làm kiếm cơm, không ai làm cây cầu hết, con muốn làm. Má nó mới nói, con ơi, muốn làm thì cũng được, nhưng mà ngày nào con cũng đi kiếm củi, nếu mà muốn làm cầu lại phải như thế nào? Trưa đừng có nghỉ trưa, phải dậy sớm hơn, rồi là dành thời gian làm cầu, rồi thời gian mà nghỉ ngơi lại đi kiếm củi. Chứ không phải đi làm cầu rồi để cho gì? Để là người khác phải lo lắng cho mình, không ai lo cho mình đâu. Nó nói con sẽ làm. Nó đi mới là đi vô rừng cắt những cái cây dài hơn. Rồi những cái cây ngắn đó, nhỏ đó thì bán cho mẹ mua gạo. Còn cái cây dài để làm cầu. Mà khi nó bắt làm như vậy thì có là 1-2 người thấy nó làm thì cũng làm chung. Và có 1-2 người khá giả thì cùng làm. Và gì nữa? Kết nghĩa anh em với nó, vì thấy nó bé mà siêng năng, mà tốt bụng quá. Cho nên cùng hợp tác làm cây cầu chung với nó.
Rồi chẳng bao lâu cái cây cầu đó được hoàn thành. Mọi người đến vui mừng, ăn mừng là cái cây cầu này đã được hoàn thành. Dù mưa, dù gió, dù bão, dù lụt gì cũng có đường để đi, đi về làng hay đi vào rừng. Và người ta mới tung cái em bé mà bán củi đó tung lên trời, tung lên tung xuống. Thấy chưa nào? Người ta quấn hoa lên trên cổ nó. Thấy chưa nào? Rồi là người ta tặng cho nó nhiều phần quà. Rồi nó về nhà, mẹ ơi cây cầu xong rồi mà lại còn có hai cái người giàu kết nghĩa anh em với nó vì thấy nó tốt quá. Cho nên hai cái người đó dắt nó về rồi là nhận làm anh em với nhau, rồi là đem những cái món quà quý giá tặng cho mẹ, bởi vì là mẹ đã sanh ra một người con tốt quá, tốt như thế này đây. Đó. Mà chưa hết nữa, chưa hết cái niềm vui đó. Thì một lần đó có một cái người doanh nhân giàu có, họ đến cái làng, họ nghe người ta ca ngợi cái cậu bé đó, làm cái cây cầu đơn sơ bằng gỗ, bằng tre mà rất chắc chắn. Thì cái người này mới nói đâu, dắt tôi đến nhà cái cậu bé đó coi. Dắt đến thăm cái cầu, xong dắt đến thăm cái cậu bé đó. Thăm xong rồi các vị biết làm sao không? Thăm xong rồi là cái người giàu đó còn là gì? Còn phát tâm xây nguyên một cái nhà đẹp cho hai mẹ con. Cái cậu bé là làm cái cây cầu phúc đức này. Mà cái nhà của cậu còn đẹp hơn, tại vì ở trong làng ai có cái gì đẹp cũng đem tới cho cậu bé đó hết. Cái cầu đặt tên là cái cầu phúc đức, mà cái nhà đó cũng đặt tên là cái nhà phúc đức. Các vị nghe rõ chưa? Như vậy là hãy làm những cái việc thiện, việc phước đức mà không phải chỉ riêng cho nhà mình. Trước hết là không được trộm cắp cái đã nè, sống chân thật. Rồi kế đến là gì? Hãy làm những cái việc mà ngoài cho gia đình mình còn biết giúp cho hàng xóm, bà con. Đó là tạo phúc đức. Chưa thấy bằng tiền nhưng mà phước sẽ đến với nhà mình một ngày nào đó. Thế giờ sư nói cho các vị nghe nè, cái câu chuyện sư kể đó. Chú bé đó đáng lẽ mà nó không giác ngộ á, nó cũng ăn trộm thôi. Nhưng mà chỉ cần mẹ nói một câu, đời mình ăn trộm, chả bao giờ giàu. Mà con thấy ông chết rồi, cha chết rồi, trong nhà cũng chẳng có gì ngoài cái nhà ăn trộm ra, không có cái gì. Cho nên nó bỏ hết. Và nó bước vào công việc lao động bằng mồ hôi nước mắt chân chắn. Rồi còn biết đàm cầu cho dân đi. Cuối cùng nó được nguyên một cái nhà xây đàng hoàng, người giàu tới xây thưởng cho. Bởi vì thấy nó tốt, gia đình nghèo mà, phát tâm làm cầu mà, đâu phải làm nhanh các vị. Làm cả hơn một năm mới xong cái cây cầu gỗ đó. Đó, cái cầu có mấy thước à, mà làm hơn một năm. Tại vì làm đâu phải dễ mà dựng một cái dàn cầu lên, mà cặm cụi làm. Mà cuối cùng được bù đắp lại, hai mẹ con sống có nhà cửa, có những người tốt, nhận làm anh em, chị em trong gia đình, sống với nhau an vui. Đó là gieo nhân lành được hưởng quả lành. Các vị vốn xưa nay sống, ví dụ đèn nhà ai nhà nấy tự sáng, hôm nay nghe sư giảng như vậy rồi, giúp nhau tối lửa tắt đèn. Nhà mình còn 3 ký gạo mà người ta không có miếng nào, cũng có thể cho người ta một chén nấu cháo ăn. Việc không phải nhà mình mà mình phát tâm làm mới sanh ra phước. Cũng như hôm nay những nhà hảo tâm, người ta cho các vị quà, đâu phải cho bà con của người ta đâu, người ta cho những người chưa từng quen biết, nhưng phước báo lại đến với người ta. Các vị đừng nghĩ phải giúp bà con, anh em ruột thịt của mình, mà hãy giúp người đi, giúp ai đó không biết, thì bỗng nhiên phước báo nó sẽ đến với cha mẹ, với anh em, bà con, dòng họ của mình. Các vị nghe rõ chưa? À, có người tham lắm các vị. Tham là cái gì cũng nghĩ cho mình, thành ra cuối cùng hai bàn tay trắng. Đời sống tình nghĩa là quý, nhất là những cái vùng người dân như vậy nè. Đi mấy trăm mét mới có một cái nhà, mấy trăm mét có cái nhà. Vậy mà có hữu sự, ta đến súng tới ta giúp đỡ, ta bỏ ngày đi cạo mũ cao su, ta bỏ ngày đi làm. Nhà có tang, việc hiếu sự hỷ sự gì cũng có súng vô cùng làm. Đó là mình làm cái chuyện phước đó.
Mặc dù dân ở đây sư nghe nói cạo mũ cao su bây giờ cũng khó lắm. À, ta quản lý người ta không có cho cạo nữa, phải không? À, kiếm công ăn việc làm cũng khó. Người tuổi lao động đi công ty xí nghiệp kiếm việc làm, có nhiều người già thất nghiệp. Nhưng mà khi trẻ mà sống á, làm lành, già không có sợ đói. Sống miệng nói lời ác, tâm nghĩ ác, làm việc ác, già chết trong cô đơn. Sư nói có Đức Phật, sư không có hăm dọa hay nói dối đâu. Sư nói lời chân thật, các vị phải ráng nghe. Và mình không biết cách sống cho tốt thì đời mình sẽ khổ nhiều. Sống tốt đời mình mới có nhiều niềm vui. Cho nên nhiều người tuổi lao động ở đây không có việc làm, nhiều người làm mướn cho qua ngày, rồi lại không biết Phật Pháp. Chính vì cái hoàn cảnh của các vị như thế, cho nên sư rất là thương những người nghèo ở cái nơi đây. Và sư cũng động viên những nhà hảo tâm, những người có điều kiện sẽ trở về giúp đỡ các vị nhiều hơn. Với điều kiện từ hôm nay, các vị đừng bao giờ làm những cái việc xấu, việc ác nữa. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên sư nói với các vị rằng người ta nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng không nghèo đạo đức với tình thương. Nghe chưa nào? Nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng mà không có nghèo lòng tốt. Cũng như có bà mẹ giống vậy, đi chợ cả đời không bao giờ có đồng bạc dư mua bánh cho con. Tự nhiên không biết ai làm rớt trái cam giữa đường. Trái cam vàng, to, thơm ngon. Bà nghĩ liền tới đứa con trai của bà. Nghe chưa nào? Bà bóc cái trái cam đó, bà nghĩ rằng tôi sẽ đem trái cam này tôi cho con của tôi. Bà cầm cái trái cam trên tay, bà vội vàng lẹ làng đi mãn canh chợ, chạy về gì? Để cho đứa con. Về đứa nhỏ đang học, con trai của má đang làm gì đó. Thưa má, con đang học bài. Đây, má có trái cam, má cho con nè. Con cảm ơn má, sao má không ăn đi? Má mới là mệt mà. Không, đây là phần thưởng má dành cho con. Con nhỏ mà con ngoan, con có hiếu, con chăm học. Đứa bé cầm cái quả cam, nhảy lên, đi khoe hết. Nay có trái cam nè, hôm nay tôi có trái cam nè. Tại cả đời có bao giờ được má mua cho cái gì đâu, nhà nghèo mà. Mà rồi nó khoe, nó nhảy, nó múa lên. Mà nó nói, bây giờ bóc trái cam ăn thì tiếc quá, thôi để dành cho ba. Mà nhiều khi ba về nhầm lúc mình đi học làm sao? Nó viết tờ giấy, thưa ba, hôm nay con có món quà đặc biệt cho ba, đó là trái cam vàng, thơm ngon nhất trên thế gian này. Rồi để cái trái cam, để ngay cái chỗ mà ba mặc quần áo lao động đó. Rồi ba đi làm về, ba thấy cái gì, cái tờ giấy với trái cam, ba bóc trái cam lên có miếng giấy. Đứa con có hiếu gửi cho ba trái cam. Ba chưa ăn mà nghe mát ruột quá trời luôn. Ba chưa ăn mà ba nghe khỏe quá trời. Tại con trai ba có hiếu quá. Chưa ăn đã nghĩ tới cha tới mẹ, đó là phúc đức. Còn có nhiêu cũng không đủ, có gì ngon mở lòng bàn sơi hết. Còn cơm với muối với rau gì ba má sống chết mặc. Vậy sao có phúc đức? Cho nên cái đứa bé để trái cam lại, ông rưng rưng nước mắt. Hôm nay mình nghèo chứ có phước quá, thằng con mình nó có hiếu quá. Rồi sao nữa, ông có ăn không? Ông nghĩ tới bà vợ, phải không nào? Rồi là bà vợ chiều về, ông phải ăn, hôm nay có một món quà đặc biệt dành cho em. Nó gì vậy? Có gì á? Bà sáng mắt lên, từ hồi nào giờ? Chỉ là ngày kiếm ký gạo chứ làm gì mua quà cho bà. Giờ cái trái cam lên, bà nhìn trái cam đây, chính trái cam mình lựa một ngoài chợ ở sáng. Phải chưa nào? Thì bà sao? Chảy nước mắt. Thì biết cái đứa con cho cha, rồi người chồng cho vợ. Cái trái cam đó trở thành là trái cam hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Có phải vậy không? Các vị có thể có bao nhiêu trái cam như vậy, nhưng mà không, ăn mình hết trơn thì làm sao có. Rồi cái cách cái trái cam ra làm xấu. Mỗi người ăn hai, nhưng mà mỗi người ăn có một à. Còn ba cái muối cam đó lại đem qua cái nhà bên cạnh,
chia cho nhà bên cạnh có cụ già. Cho nên đó là trái cam phước đức đó. Nghèo mà có trái cam bằng vàng, đó là phước đức. Quá dễ. Phải sống biết nghĩ đến người khác, giúp đỡ người khác, thương vợ, thương con, thương chồng, thương cha, thương mẹ. Mình mới thương được người ngoài. Đừng sống làm người tham, có nhiêu cũng vơ vét cũng không đủ. Nghe chưa nào? Có một vị thần xuất hiện. Bỗng nhiên một ngày có một vị thần xuất hiện. Nói này, anh ơi, bây giờ anh đang thiếu gì? Anh đang cần gì? Thưa ngài, tôi cần đất. Tôi sống cái nhà cũng ở nhờ, đất đai không có. Xin ngài cho mấy công đất làm ăn coi. Ông nói bây giờ ông đi đi, ông chạy nguyên một ngày, sức ông tới đâu là đất của ông tới đó. Nghe vậy có ham không? Ham quá trời. Mới xin có hai công đất à. Bây giờ ông nói chạy tới đâu cho tới đó là quên cái hai công, mà nhớ ra 200 công, 2000 công. Chạy tới đâu là ông thần cho tới đó mà. Bắt đầu đánh dấu, chạy thục mạng. Mà ban đầu xin ông bao nhiêu? 2 công. Bây giờ ông nói ông muốn nhiều tôi cho bấy nhiêu, thì tôi xin có 2 công thôi. Sức của tôi làm bấy nhiêu. Đó, cái người thiệt là như vậy. Nhưng mà mới nghe nói là sức chạy tới đâu cho tới đó, nhắm mắt chạy thục mạng. Tại vì sao? Sẽ sở hữu nhiều phần đất, không kịp thở, mồ hôi không lau, khát không uống, đói không cần ăn. Thời gian bây giờ là quý nhất. Tại vì chạy được bao nhiêu là hưởng bấy nhiêu. Cho nên cắm cổ chạy. Trời về chiều, chân tươi máu. Thấy chưa nào? Lồng ngực thì muốn vỡ, tim sắp bể rồi. Đập liên hồi, muốn vỡ thành từng mảnh vụn. Nhưng vẫn cố sức chạy. Ráng chút nữa đi. Ráng hai chân là có một công đức. Ráng hai chân là có một cái công đất. Đó, tham vậy đó. Có không? Dạ có. Tại chưa có ông thần nào xuất hiện chứ có à, con rủ cả dòng họ chạy luôn. Cái lòng tham nó vậy đó các vị ơi. Hồi nhỏ sư cũng tham lắm. Sư từng tham và sư từng khổ vì tham. Cho nên đừng tham các vị. Mình sống bằng cái gì? Sức lao động và tấm lòng chân thật của mình. Có nghèo nhưng không khổ. Người tham mới khổ. Thế rồi anh ta chạy đến gì? Đến khi mặt trời lặn thì cũng ngã gục. Bây giờ đi kiếm ông thần để tính từ cái chỗ cắm cờ cho tới đây là bao nhiêu công đất. Nhưng các vị có biết không? Anh ta tắt thở rồi. Và anh ta sở hữu gì? 3 thước đất cho cái mộ. Sở hữu 3 thước đất mà ban đầu anh nghĩ anh ta chạy một ngày, anh ta sẽ được 1000 công đất. Và cuối cùng chỉ có 3 thước đất thôi. Mà anh ta còn được 3 thước đất chứ có người không có thước đất nào sao? Để xác thúi rắc luôn không ai chôn cất dùm sao? Đó là nơi an nghỉ cuối cùng là 3 thước đất. Cho nên cuộc đời này ai tham để mong chiếm hữu nhiều là người đó nghèo nhất. Cho nên có người tới đây thôi sư ơi sư đừng giảng gì hết á, cho quà về đi là biết người đó tham. Tham mới mong cầm trên tay có cái gì để về cho lẹ. Tại sao mà sư lại muốn đến chùa? Bây giờ sư đến chữ thập đỏ sư phát cũng được. Sư đến chùa có cái mái chùa ở đây, che chở hồn dân tộc đây. Sư nói chuyện cho các vị nghe bài học đạo lý. Vì vậy, suốt một đời lao tâm khổ trí cũng chỉ mưu cầu cuộc sống. Người đói thì mong có ăn, người đủ ăn thì mưu cầu danh lợi sắc tài. Cho nên sư nhắc các vị rằng cuộc đời này rồi ai cũng chết thôi. Sư cũng chết, các vị cũng chết. Cho nên ngày 2-3 bữa cơm mình đừng lấy đó là cái chuyện quá ghê gớm, mà sống cho an lạc. Sáng 1 cây nhang Nam Mô A Di Đà Phật. Tối 1 cây nhang Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nhà không có tiền mua nhang cũng không sao hết, chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật. Có tốn tiền không? Vậy có làm được không? Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay
con sẽ không làm việc xấu, việc ác. Nam Mô A Di Đà Phật, ngày hôm nay con sẽ không đánh vợ. Có nhiều người có thói quen kỳ lắm, đi thôi về đánh vợ à. Ngày hôm nay con thắp cái nhang này, con sẽ không chửi con. Con mình sanh nó ra mà mở miệng lời dạy không có, chỉ có chửi mà thôi. Thôi thắp A-di-đà Phật không chửi con. A-di-đà Phật không sát sanh. Đã không giúp gì cho ai còn giết làm chi nữa, nên không giết. Nam-mô A-di-đà Phật, ngày hôm nay cũng không làm gì ra tiền, con không uống rượu. Gọi là sáng hương, tối hương, không tốn tiền mà sanh phước. Nhớ chưa? Tài giỏi tới đâu cũng không đi qua tử thần. Giàu có quyền uy thế lực, đến đâu cũng không mua được cái sinh mạng này đâu. Cho nên khi sống, phải làm cho cuộc đời mình nó có ý nghĩa. Chẳng hạn như hôm nay, đến chùa Thanh Long được nghe Pháp, có ý nghĩa không? Cho một tràng pháo tay. À. Làm người chưa tốt thì đừng có mong thoát kiếp nghèo. Ráng sống cho tốt. Cuộc hành trình mình cuối cùng là ba thước đất, chôn cái thân hay là cái hũ cốt mà thôi. Đấy nè, cái chùa Thanh Long này cũng có mấy chục cái hũ cốt nè. Mình cuối cuộc đời cùng cái hũ mà thôi. Cho nên hãy sống cho tốt, để khi mình chết đi rồi đó, người ta đứng trước cái hũ mình, người ta nói ống cái hũ cốt chứ thời ông sống tốt lắm. Chứ mà cũng cái hũ, người ta nói cái hũ để làm gì, ngứa mắt quăng cho rồi đi, cha này ác lắm. Chồn chết để cái da, người ta chết để lại cái tiếng, tiếng thiện hay tiếng ác trên cuộc đời. Bài pháp hôm nay có bấy nhiêu thôi. Kinh Di Giáo Đức Phật dạy, nên biết người nhiều ham muốn, ham hưởng thụ, ham ăn, ham ngủ, ham danh lợi là người khổ não nhiều nhất. Nên biết người biết chia sẻ, làm lành, bố thí, cúng dường, đem niềm vui của người khác là niềm vui cho chính mình, đó là người nhiều hạnh phúc nhất trên thế gian. Đó, Kinh Di Giáo Phật dạy như vậy đó. Các vị nghe rõ chưa? À, cho nên mình nghèo dễ tu. Người giàu á phải qua một cái công đoạn nữa, đó là xả. Bỏ bớt, buông bớt. Ăn ngon mới ăn được. Ngủ giường cao, nệm ấm mới ngủ được. Rồi là gì? Sung sướng mới chịu được. Bây giờ khi bắt đầu người giàu tu phải xả. Giờ phải tập ăn sao cũng được nè, ngủ sao cũng được nè, sống sao cũng được nè. Phải tập cái đoạn đó có khi mấy năm. Còn người nghèo mình á là bớt một cái công đoạn xả. Tại vì có gì đâu xả. Dễ tu lắm. Nhưng mà xả cái gì? Thói hư, tật xấu. Người càng nghèo lại càng rượu chè cờ bạc. Người càng nghèo lại càng bất hiếu mẹ cha. Người càng nghèo lại không biết đến chùa Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên người nghèo phải tập tu, sửa cái thói hư tập xấu. Người giàu tập tu thì cái bước đầu phải tập xả ly. Người nghèo tập tu phải xả thói hư tập xấu. Nghèo quá cùng quấn rồi mở miệng chửi thề không? Cùng quấn cho nên gọi là gì? Cùng đường nên là đục tường khoét vách, chuyện xấu gì cũng dám làm. Cho nên cái người nghèo mà có trí sáng rất dễ tu. Mà dân gian Việt Nam của chúng ta như thế nào? Nghèo tiền, nghèo bạc, không nghèo đạo đức với tình thương. Người Việt Nam chúng ta giấy rách phải giữ lấy lề. Người Việt Nam chúng ta bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà. Người Việt Nam chúng ta nghèo nhưng không nghèo đạo đức. Hãy sống với pháp hiện tại, đó là trí tuệ. Mà pháp hiện tại là mình hãy sống tốt, mình hãy yêu thương. Mình có để mình giúp đỡ, mình có để mình ban bố, mình có để mình biết yêu thương. Tại vì lỡ ngày mai mình chết rồi sao đây? Không có cái gì mang theo hết. Kiếp sau sẽ nghèo và còn nghèo hơn. Cho nên tập. Sư nói chữ tập tức nghĩa là làm từ cái chuyện nhỏ nhỏ đi, chứ đừng có đợi con giàu con sẽ làm việc này việc kia. Nghĩa là nó phải xuất phát từ trí tuệ, từ chánh kiến, mình mới không tạo nghiệp tạo tội.
Còn thường Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là từ cái nhân là đã cẩn thận, còn mình cứ quả báo đến rồi bắt đầu khóc lóc đau thương. Cho nên chúng ta tu theo hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm, mình không sợ hãi bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì lúc nào cũng nhớ lời dạy của Phật, nương theo hạnh Quan Âm mà không tạo các ác nghiệp, thì mình đâu có sợ. Còn cái người làm càng nhiều ác nghiệp, có hưởng thụ bao nhiêu cũng nơm nớp lo âu. Thưa quý Phật tử, chúng ta tu hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm thì do mình hạnh thiện nghiệp, cho nên á, những căn bệnh khó khổ, nan y khó chữa sẽ được hóa giải. Những người có tâm từ bi thì cái người đó đáng lẽ là mắc những căn bệnh rất là nguy nan, nhưng do tâm từ, do phóng sanh, do bố thí, do cúng dường, do không ăn thịt chúng sanh nhiều, rồi không ăn, từ không ăn nhiều, không giết sát, rồi là không ăn, hóa giải, cho nên những căn bệnh nan y cũng từ từ được chữa khỏi. Mình đến số thì phải chết các vị nhé. Đến ngày đến giờ là phải ra đi đó. Nhưng mà có nhiều cách chết, mà chết vì ác nghiệp triền thân cũng là một cái quả báo ở trong quá khứ. Cho nên mình hành các cái thiện nghiệp để sống an lành, chết an lành, thưa các vị. Sư đã nói hết 5 lợi ích rồi đó. Lợi ích thứ 6 là người tu hành Pháp Quán Thế Âm hóa giải rất nhiều nỗi khổ niềm đau, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 23 phẩm Phổ Môn, Đức Phật có dạy: nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, nghe danh hiệu Quán Thế Âm, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, tức thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ lắng nghe mà đến đó cứu khổ. Làm sao biết cái này? Các vị phải tụng Pháp Hoa. Mà tụng Pháp Hoa nhiều quá thì tụng Phổ Môn. Nó vô vàn phương tiện pháp môn cho chúng ta tu. Chúng ta nói thôi để già giờ bận lắm. Thì các vị thấy không? Quả báo đến cho tới già là càng già càng khổ, chứ không có sung sướng gì đâu. Cho nên cái công đức thứ 6 là tu hạnh Quán Thế Âm sẽ giải thoát nỗi khổ niệm đau. Cái công đức thứ 7 là cầu con trai con gái đều được như ý. Ta cầu xin thì phải sống cái hạnh lành, đức tốt, thì sanh ra con quý, con vì, con hiếu, con thảo. Cho nên á, cầu Quan Âm thì con trai phước đức, con gái đoan chánh xinh đẹp, mình phải tu hạnh Quan Thế Âm thì mình mới được những cái điều đấy. Phải tu thì mới được, không có ai mà ngồi không mà những điều như ý lại đến với mình. Người tu Pháp Quán Thế Âm luôn thấy yên tâm trong mọi hoàn cảnh. Mình mà tu Quán Thế Âm, sóng gió đến tim có đập, có sợ, có lo, nhưng rồi phải nhớ niệm Quan Âm. Rồi đời thì có nhân có quả, mà chạy trời không khỏi nắng. Bây giờ mình niệm Quan Âm, mình thanh tịnh, thiền định ngay tại đây và nơi này, thì cái năng lực trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật ca ngợi, gọi Ngài là Thí Vô Úy, là không sợ hãi. Cho nên các vị lại Quan Âm, niệm Quan Âm, tự nhiên các vị có một cái năng lượng không sợ hãi. Rồi người ta sợ hãi mình đến, mình nói một hai lời, người ta cũng bình yên. Các vị biết không, mình nói cho người ta hết sợ đó hả, phước đức lớn hơn các vị cúng tài sản chất chồng như núi cũng không bằng cái công đức các vị hóa giải nỗi niềm lo âu sợ hãi của người khác, có thể là vợ chồng, con mình, có thể là bạn bè thân hữu, có thể là những người có nhân duyên với mình. Thứ 9, mình tu hạnh Quán Thế Âm thì phá trừ các nghiệp chướng trọng tội. Mình nghèo cũng do nghiệp chướng trọng tội, bất hạnh cũng do nghiệp chướng, khổ sở, vợ chồng không chung thủy cũng do nghiệp chướng trọng tội, người ta cười chê dè biểu mình cũng do nghiệp chướng trọng tội. Thấy chưa nào? Đó. Rồi cuối cuộc sống này mọi nỗi khổ là do nghiệp của mình. Công đức lợi ích thứ 10, các vị tu hạnh Quán Thế Âm được sở cầu như ý, sở nguyện đắc thành. Nếu phước đức mình lớn thì cái điều mình thành tựu nhanh. Nếu mình có những nghiệp tội trong quá khứ thì mình phải tu một giai đoạn
rồi cái phước đức nó mới đến, nó mới thành tựu. Không có gấp. Được thành tựu như sở nguyện, nếu chúng ta Đức Quán Âm làm thỏa mãn điều mong cầu, thì hết ít nhất chúng ta phải thấy cái lời nguyện cầu của ta đã đúng chánh pháp và khế hợp nhân quả. Một người vô minh, người không tu tập mà muốn cái này đòi cái kia, làm sao mà có. Nó tu tập, biết bố thí, cúng dường, giữ giới, chúng ta mới dám phát nguyện xin Phật một hai điều gì đó. Chưa đủ phước nhưng mà xin Ngài cho con được thành tựu để con tiếp tục lập bồi công đức. Đời mình khổ đau trong việc, trong đường tình duyên, đời khổ đau trong chuyện làm ăn, đời khổ đau trong đời sống, bạn bè cũng đều có nhân có quả, mình đừng có trách ai hết. Tốt nhất là hãy quay lại với chính mình. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, trước là trách mình trước. Cho nên trong đời sống này, thường người ta vì nhà cửa lợi lộc, công danh sự nghiệp, người ta cầu xin rất nhiều. Nhưng thưa các vị, mình cái gì cũng vậy hết, phải biết nhân biết quả, công đức mình bao nhiêu. Mình đừng có đòi những cái chuyện mà là quá tầm tay với. Mà trong khi mình cầu xin đó, mình phải tu tập. Trong khi mình tu tập đó, mình phải làm công đức. Còn chướng ngại là nhắc cho biết tu chưa có đủ mà hưởng cái gì, dừng lại, lao đao, khổ sở. Để làm gì? Để tu nhiều hơn. Kính lạy Quan Âm Chú Đại Bi, sức nguyện rộng sâu, thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mong cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp. Mình phải tu tập thì tội nghiệp mình mới hóa giải, chướng ngại nguy nan mình mới từ từ lớn nó thành nhỏ dần, nó mòn dần mòn dần. Cái người tu đến giờ chết á mới trút hơi thở nhẹ nhàng, lao đao cả một kiếp sống. Mình bây giờ giờ này là mình ngồi á thanh tịnh 5-10 phút cũng là phước báo vô tận vô biên rồi. Lợi ích thứ 11, khi tu hành Quán Thế Âm thì chúng ta không còn lo chịu quả báo khổ đau trong 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sống trong mọi sự căm ghét của mọi người là địa ngục, muốn làm cái gì cũng không được là địa ngục. Đó, cho nên đó, chúng ta hãy tu Quán Thế Âm để những cái đường ác khổ đau trong địa ngục thì hóa giải. Không còn đau khổ trong cõi ngạ quỷ. Ngạ quỷ là tham lam, bón sẻn, keo kiệt. Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tu hành Quan Thế Âm thì không lo ác quỷ tà thần lị mị làm hại. Còn đến rồi nó sẽ đi là bởi vì mình siêng tu, mình bằng tâm từ bi trí tuệ, bằng sự tinh tấn thì bùa chú độc dược không làm thương tổn. Vì Bồ Tát Quan Âm có năng lực hàng phục thiên ma, chế ngự ngoại đạo, bùa độc chú yếm, mà trong ngũ bát danh cái phần đó rất là rõ. Tu hành Quán Thế Âm được chư thiên, chư thần, thiện thần bảo vệ, không ai làm xâm tổn. Niệm Quan Âm là đã có lòng thần hộ pháp hộ trì. Điều 14 là sanh về cõi Phật nào trong 10 phương cũng được tại ý. Bởi vì Quan Âm có năng lực thần thông tự tại. Mình hay thấy Quan Âm đứng bên cạnh Đức A-di-đà, tượng trưng cho lòng từ bi. Cõi Tây Phương có Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà Quan Âm á, ông ngồi, Quan Âm đứng, Quan Âm tự tại đó, Quan Âm tống tử, đủ các Quan Âm ấy, 32 hiện thân Quán Thế Âm. Quan Âm là khắp mọi nơi mọi chỗ. Cho nên rõ ràng là Quán Thế Âm tầm thinh cứu khổ. Mà chúng ta muốn sanh về cõi Phật nào trong 10 phương thì với năng lực thần thông tự tại, Đức Quan Âm sẽ cho chúng ta về đúng cái nơi mà chúng ta mong muốn, nếu chúng ta tu đúng hạnh, đúng công, đúng đức của mình. Đó là điều thứ 14, lợi ích khi tu hạnh Quán Thế Âm. Và điều nữa là rất quan trọng, chúng ta khổ đau là do nghiệp, do nghiệp mà tạo ra oan gia trái chủ. Con nó biết lễ Phật, con nó biết hiếu thảo mẹ cha, biết nói một câu nhân đức,
Nó biết một làm việc lành là mình đã biết, ôi cảm ơn trời Phật, đây là phước lành của con. Chứ thường là con làm khổ cha khổ mẹ không à. Cho nên đó, đó sư muốn nói cái oan gia đó, nếu trong nhà chúng ta không có bình yên mà thường là xào xáo nhiều vấn đề khổ đau, thì đó là oan gia đã tích trong nhiều kiếp. Hãy tu hạnh Quán Âm, bởi vì Ngài có một cái đức hiệu chúng oán tất thối tán, Diệu Âm Quán Thế Âm, Phạm Âm Hải Triệu Âm. Chúng oán là gì? Là oan gia trái chủ là lui hết. Nếu chúng ta tu bằng tâm từ bi, bằng phước lành, công đức, thì cái oan gia đó trở thành nhân nghĩa, cái đau khổ đó trở thành tình yêu thương vô tận vô biên. Cho nên sư hay nói, cha là Đức Phật Thích Ca, mẹ hiền chính thể Phật Bà Quán Âm. Và cái công đức cuối cùng đó là công đức vô lượng, được công đức vô lượng, nghe danh hiệu Ngài, lạy Ngài, chiêm ngưỡng thân tướng của Ngài, cúng dường hình tượng Quan Thế Âm, xây chùa đúc chuông tạc tượng chùa nào cũng Quan Thế Âm. Không, là nhà mình thờ Quan Thế Âm, nhà mình tụng Pháp Hoa, nhà mình tụng Phổ Môn, nhà mình tụng Đại Bi, nhà mình lạy Ngũ Bách Danh, nhà mình lạy 12 lời nguyện Quan Âm, nhà mình lạy Lục Độ Mẫu Chú, nhà mình lạy Bạch Y Thần Chú. Ôi cha ơi, cái gì cũng liên quan đến Đức Quan Thế Âm. Và sinh ra công đức vô lượng, không bao giờ mà chúng ta phải sợ hãi, bởi vì các vị Bồ Tát luôn hộ trì chúng ta, gần gũi nhất, thương yêu nhất, đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế thì mọi điều khấn nguyện của chúng ta nó sẽ được thành tựu khi điều cầu xin phù hợp với chánh pháp. Việc của mình làm phải hợp nhân quả, mình phải có lòng tin nhân quả, thì những điều khấn nguyện của các vị sẽ thành tựu. Trước khi kết thúc bài pháp sáng hôm nay, sư xin kể một câu chuyện vui, sư tin là hay. Đó là câu chuyện hạt đậu biết nhảy. Hạt đậu mà biết nhảy, đó là một cái câu chuyện gọi là xứ Tây Khương, sát với Tây Tạng. Có một bà lão già sống cô độc, chồng của bà đã qua đời, và có một đứa con trai duy nhất cũng qua đời. Chúng ta thấy có những người mà cô đơn như vậy, người yêu thương nhất qua đời, có một đứa con trai duy nhất qua đời. Thì bà lão này đó, bà sống nhờ một cái thửa đất nhỏ trồng ngũ cốc, và trồng nhiều nhất là các thứ đậu. Và cảm thấy cái nghiệp chướng của đời mình phải cô đơn như vậy, cho nên bà mới xin một cái pháp tu. Thì có một vị thầy đó đã giúp cho bà một câu thần chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà bà là người già, lẩm cẩm, không biết chữ, cho nên á, bà phát âm riết rồi là đâu có ra cái câu là Án Mani Bát Mê Hôm đâu. Mà câu thần chú đó, thưa các vị, có công năng giải trừ nghiệp chướng. Cho nên mấy chú nam á, thấy không, không có thời giờ tụng kinh, bận cái này bận cái kia, niệm dùm cho sư Án Mani Bát Di Hồng, ngày vài trăm biến, ngàn biến, các vị giải biết bao nhiêu là nghiệp, hơn là trong đầu nó suy nghĩ đủ thứ bát nháo tham sân si. Thì bây giờ cái bà cụ này, bà già này, bà phát âm thành Án Mani Bát Di Sẵn. Nhưng mà đó, bà tự sách tấn mình à, có hai cái chén, một cái chén không, một cái chén thì bà để hạt đậu vô. Ngày hôm đó mà niệm đủ, bà để hạt đậu vào. Niệm 108 để hạt đậu. Mà bà niệm riết đó, hạt đậu trong cái chén đầy, bỏ cái chén không, cho đến khi cái chén không đầy lên rồi bà lại làm ngược lại. Cứ hai chén đậu đó thôi, chứ đâu có cần mà phải làm gì nhiều. Một chén đậu, chén không, mà cứ chén đầy và bỏ qua chén không, cứ làm cái công việc đó, tự sát tấn mình. Bà không ngừng nghỉ và thành tâm tụng niệm 20 năm rồi 30 năm. Bà thấy đời bà an lạc lắm, bà không còn thấy cô đơn khổ sở nữa. Đời sống sáng nghe tiếng chim hót, tâm bà thanh tịnh. Bởi vì cái câu thần chú Quán Thế Âm đó đã cho bà nhiếp tâm, mà bà không nhớ quá khứ, bà không có vọng tưởng tương lai, bà thanh tịnh, bà an lạc. Thế rồi lòng thành kính của bà ứng hiện. Sau này những hạt đậu không cần đến tay của bà nữa, mà cứ một câu thần chú thì cái hạt đậu nó nhảy sang cái chén bên kia. Thế rồi bà thấy các hạt đậu như vậy đó,
cộng với Almani Bát Di San, Almani Bát Di San, thì bà cảm thấy vui. Cứ tụng một câu nó nhảy qua như vậy thì ngày xưa đó là mấy tuần lễ chén đậu này nó mới đầy, bây giờ hầu như ngày nào nó cũng đầy, nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại. Bởi vì sao? Bà tinh tấn quá, thần thông nó đã xuất hiện ở trong ngôi nhà của bà. Hạt đậu tự động nhảy nhót cộng với cái âm hưởng của thần chú, của câu chú Quan Âm, thì bà cảm thấy rằng nghiệp tội của bà đã tiêu dần. Hạt đậu tự động nhảy nhót và bà cảm thấy rất thanh tịnh, bà nhiệt tâm sám hối. Một ngày kia có một vị cao tăng đi vân du ngang qua. Khi đi ngang chiếc lều trách lụp sụp, thấy trong nhà phát ra ánh hào quang rực rỡ, lấy làm kinh ngạc. Ông nghĩ trong này có một vị đại sư đang tu tập, cho nên ông bước vào. Thì ông vào bên trong thì chỉ thấy một bà cụ già tóc bạc răng long ngồi niệm Almani Bát Di San. Ông mới hỏi thăm, chẳng hay bà tu luyện bao nhiêu năm rồi, hay còn tu cái gì khác nữa không? Thưa thầy, tôi sống cô độc 30 năm rồi. Bà buồn không? Thưa thầy, lúc trước tôi buồn lắm, nhưng nhờ có pháp tu hành sám hối cho nên tôi hết buồn rồi, và bây giờ chỉ biết tinh tấn tu hành. Bà tu luyện theo kinh sách gì vậy? Dạ không ạ, chỉ có một thầy dạy cho tôi niệm Almani Bát Di San. Nhà sư thở dài tiếc nuối. Trời ơi bà ơi, bà đọc sai rồi đó. Phải là Om Mani Padme Hum. Bà niệm gì kỳ ấy, bà tu sai rồi. Trời ơi thầy ơi, con đâu có biết, con niệm 30 năm nay rồi đó, giờ chắc con cũng sắp đến ngày là ngày vãng sanh rồi đó. Không được, nhầm lẫn này quá trọng đại, đây là câu chú của Quan Âm. Thôi thì công trình 30 năm tu tập như dạ tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cạn gì. Cho nên bà chảy nước mắt, nhưng mà bà xin tri ân sư. Thôi thì con còn sống ngày nào con sẽ sửa sai. Bà sư tử giả bà lão tiếp tục lên đường truyền đạo, và bà bắt đầu tụng Almani Bát Di Hồng. Nhưng mà các vị biết không, nó khó lắm, ta líu lưỡi lẹo làng. Đó, cho nên có người nói giờ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Mi Đà Phật, có từng đó thôi. Sư nói cái nào làm các vị nhất tâm thì các vị niệm, chứ bây giờ mà đừng có chấp nữa. Đây là giống cái bà lão bắt đầu tâm bà hỗn độn, không tập trung được vì bà nói sai hoài. Khi thì Almani Bát Di San, khi thì Almani Bát Di Hồng, xanh với đỏ với hồng, tâm bà lộn xộn. Và những hạt đậu không còn nhảy nữa các vị, và nhà bà cũng không còn ánh sáng, bởi vì tâm bà không còn thanh tịnh. Bà hoảng hốt, bà sợ hãi, tôi đọc sai rồi. Bà tiếc cho công trình tu tập 30 năm đã trôi theo dòng nước, và bắt đầu bà khóc. Nhưng mà nhà sư này là cũng là một vị chân tu, đi một đỗi xa rồi đó, tự nhiên tâm ông bất an. Ông ngoái đầu nhìn lại, ôi cha ơi, sao cái nhà bà không còn phát ánh sáng nữa, mà trong khi ông đi từ xa đã thấy ánh sáng mấy lần đi ngang nhà này, bây giờ nhà không phát sáng nữa. Một túp lều tranh dột nát, âm u buồn bã. Ông mới quay trở lại, ôi cha ơi, mình đã làm hại cái người này rồi, có lẽ bà đã không còn tập trung được tinh thần như trước. Cho nên ông quay trở lại túp lều tranh và ông nói với bà rằng, ôi lúc nãy ta chỉ nói đùa thôi, câu thần chú của bà mới đúng. Ôi thầy ơi, tại sao thầy lại dối gạt tôi như vậy, làm tôi phải tuôn bao nhiêu là nước mắt. À, ta đùa vì ta muốn thử xem lòng thành kính của bà đối với Tam Bảo như thế nào. Từ nay về sau bà cứ tụng niệm như cũ nhé. Ôi tạ ơn Đức Phật, con cứ tưởng đâu là công lao tu tập 30 năm đã trôi hết theo dòng nước rồi, con xin tạ ơn sư phụ. Thế là ông sư đó, ông ra đi. Bà lão quay trở lại tụng niệm Almani Bát Di San, và tâm hồn bà vui. Bà vui là bởi vì là bà trở lại, bà nhiếp tâm rất là nhanh. À, thì bắt đầu hạt đậu nó nhảy trở lại. Như vậy là không phải xanh với hồng, mà do tâm của bà định. Cho nên bà thanh tịnh thì hạt đậu nó nhảy, rồi hào quang lại phát sáng rực rỡ cả một góc trời. Ông sư cũng chảy nước mắt, bà lão chảy nước mắt. Câu chuyện vô cùng cảm động bởi lòng thành kính của bà đối với Tam Bảo, với niềm tin, với chánh pháp. Nhưng âm điệu rất quan trọng, nhưng lòng thành kính nhất tâm còn quan trọng hơn rất nhiều.
Rồi niệm 4 chữ, rồi niệm 6 chữ cũng đem ra mà tranh luận. Thì cứ cái nhất tâm đó đó đem lại thành tựu. Bởi câu chuyện hôm nay nó vui và nó hay để cho các vị nhớ, nhất tâm quan trọng hơn nhiều. Cho nên giỏi không bằng bền, bền không bằng nhất tâm. Cái ban thờ trang nghiêm thanh tịnh là một điều kiện quan trọng cho những người Phật tử tại gia. Đừng nói tu tại tâm mà không có coi cái ban thờ của mình nó trang nghiêm thanh tịnh như thế nào. Không có một cái ngày chay thì coi như tu cái gì. Đừng có nói nó là hình thức. Nó thấy rõ cái tâm và sự tinh tấn của các vị. Thì tóm lại, ngày hôm nay lại ngũ bất danh là một cái pháp tu rất thù thắng. Cho nên mình tu thì đừng có khởi niệm hối tiếc cái này, hối tiếc cái kia. Lúc nào lòng mình cũng thanh tịnh thì chúng ta mới được nhiều công đức. Lục tự đại minh chân ngôn Om Mani Padme Hum, hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, hay Kinh Phổ Môn, hay Ngũ Bất Danh, vân vân, tất cả đều mang một năng lượng vi diệu cứu độ chúng sanh. Khi người Phật tử hành trì giữ giới, thanh tịnh, tinh tấn và nhất là tâm từ bi, mình lạy Quan Âm mà không biết thương người, không có tâm từ bi, không biết ban vui chia sẻ cứu khổ thì đừng có lạy Quan Âm chi. Chúng ta hãy tu hành đúng chánh pháp, giữ gìn năm giới, đó là rất là đơn giản: không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Thì chúng ta làm đúng năm cái giới đó thì hành trì thêm một cái pháp nào đó bất kỳ trong vô lượng pháp môn nhà Phật, trong đó có pháp tu của Quán Thế Âm, thì công đức của chúng ta vô lượng vô biên mà cứu khổ độ sanh, cứu khổ ngay cho thân mình, cho gia đình mình, rồi còn đem lại nhiều phước lành an lạc cho xã hội, cho đất nước, cho chúng sanh.